là 7 lý do bạn nên ăn bí đỏ quanh năm chứ không phải để dành đến lễ hội Halloween. Bí đỏ là loại quả rất giàu dinh dưỡng và có thể được chế biến theo nhiều cách khác nhau, cả thịt, lẫn hạt và dầu bí đỏ đều có lợi cho sức khỏe. Đó cũng chính là lý do tại sao hai nhà dinh dưỡng Cassandra Ban và Marilyn Glenview khuyên bạn nên ăn bí đỏ quanh năm chứ không nhất định phải chờ đến mùa thu. Chính vụ của bí đỏ, dưới đây là một vài tác dụng của bí đỏ đối với sức khỏe con người. Giảm cân theo Kansan Draban, chuyên gia dinh dưỡng tại London, bí đỏ chứa ít calo và carbon hydrate nên bạn không cần phải tránh món ăn này vì lý do cân nặng. Ngược lại, loại quả này còn có tác dụng giúp bạn no lâu nên không có chuyện ăn vặt suốt ngày. Tốt cho da cũng như các loại củ khác như cà rốt, bí đỏ và khoai lang. Bí đỏ có chứa hàm lượng beta caroten và carotenoid khá cao. Beta caroten chuyển hóa thành vitamin A trong cơ thể, một trong những chất dinh dưỡng quan trọng nhất đối với sức khỏe da, giúp giảm viêm và mau lành vết thương. Các hợp chất này hoạt động như các chất chống oxy hóa nên cũng có thể giúp ngăn ngừa hư tổn ở tế bào da, giảm tốc độ lão hóa. Phòng ngừa ung thư, Alzheimer, tiến sĩ Marilyn Grandview, tác giả của phương pháp Nature Alternacy to Sugar. Giải pháp thay thế đường một cách tự nhiên cho biết dầu từ hạt bí đỏ chứa hàm lượng các chất chống oxy hóa tự nhiên và axit béo không bão hòa đa rất cao, đặc biệt là gamma tocopherol, một dạng vitamin E, có tác dụng làm giảm viêm và bảo vệ cơ thể chống lại một số dạng ung thư. Các nhà khoa học cũng thấy rằng các chất này kích hoạt gen, tham gia vào việc ngăn chặn sự tấn công của bệnh Alzheimer, bệnh suy giảm trí nhớ nâng cao tâm trạng. Nhà dinh dưỡng Cassandra Ban khuyên bạn nếu cảm thấy buồn chán, bạn có thể ăn bí đỏ để cảm thấy tinh thần phấn chấn, vui vẻ hơn. Lý do là vì trong bí đỏ có nhiều magie, hợp chất tham gia vào nhiều phản ứng hóa học trong não, có thể giúp chữa bệnh trầm cảm và giảm tâm trạng lo âu, tăng sự bình tĩnh và thoải mái. Bạn cũng có thể ăn bí đỏ để nhận được lợi ích này. cải thiện thị lực. Với hàm lượng beta carotene phong phú, sau khi vào cơ thể, dưỡng chất này được chuyển đổi thành vitamin A, sau đó được tổng hợp thành retinol. Đây là hợp chất có tác dụng tăng cường thị lực, ngăn ngừa các bệnh thoái hóa ở mắt, điều này giúp cải thiện sức khỏe cho mắt và làm chậm sự suy giảm chức năng võng mạc có thể gây mù lòa. Bà ban cho biết, mỗi ngày chỉ cần ăn một bát bí ngô là đã cung cấp đủ lượng vitamin A cần cho cơ thể. Tốt cho tim các chất chống oxy hóa trong quả bí ngô còn có tác dụng bảo vệ cho toàn bộ cơ thể, bao gồm cả tim và mạch máu. Bên cạnh đó, lượng chất xơ phong phú cũng giúp giữ mức cholesterol ổn định, tránh tình trạng giảm huyết áp và có khả năng ngăn ngừa bệnh tim, tốt cho hệ thống miễn dịch. Bà Ben cho biết, nhờ có nhiều vitamin A và C mà bí đỏ được coi là thực phẩm tuyệt vời cho sức khỏe, đặc biệt là vào mùa lạnh, bởi nó giúp duy trì hệ thống miễn dịch khỏe mạnh, ngăn ngừa mắc bệnh. Một số lưu ý khi ăn bí đỏ không ăn quá nhiều bí đỏ vì trong bí đỏ chứa rất nhiều tiền chất của vitamin A. Khi ăn nhiều chất này sẽ dự trữ ở gan và dưới da gây ra vàng da. Không nên ăn bí đỏ già để lâu vì khi để lâu bí ngô chứa hàm lượng đường cao, hơn nữa do lưu trữ thời gian dài khiến bên trong bí ngô xảy ra quá trình lên men và biến chất. Khi ăn sẽ gây nguy hiểm tới sức khỏe. Người bị rối loạn tiêu hóa hạn chế ăn bí đỏ vì hàm lượng chất xơ quá cao.